Thoát vị bạn trẻ em, nó là một cái thoát vị gián tiếp, tức là sự tồn tại ống phúc tinh mạc từ khi bé sinh ra đời, tức là khi ở thường ở trong bào thai á, cái tháng thứ 8 là bắt đầu tinh hoàn nó đi di chuyển xuống, thì lúc đó nó sẽ đổi cái màng bụng để mà nó đi xuống tinh hoàn, và từ tháng thứ 8 cho tới khi bé ra đời thì mấy cái lớp phúc mạc đó nó sẽ dính vào nhau để nó tạo thành một cái dây treo tinh hoàn. Nếu bất cứ một cái lý do gì mà nó làm cho cái màng đó nó không có dính lại với nhau thì nó tạo nên một cái thoát vị bạn. Thì người ta thấy rằng là cái tần suất á, mà ở những cái bé đẻ non á, thì nó chiếm vào khoảng 0,30%, nhưng những bé mà sinh thường á thì là nó chiếm tỷ lệ là 0,8 đến 4,4% thôi. Và cái tỷ lệ mà nam trên nữ á là 3 trên 1 cho tới 10 trên 1.